Vâng, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Hiểu Để Làm Đúng. Hôm nay mình sẽ review với các bạn một cái tủ thang máy để khách ở Hà Nội sử dụng để tải hàng và tải người. Thì cái bộ này thì mình lắp là nó sẽ mình sẽ dùng cái bo điều khiển nha mọi người, chứ không có dùng phần cơ nữa. Thì bo này là bo bo thang hàng ha, thang hàng 8 tầng. Bây giờ ở đây là khách yêu cầu làm 5 tầng thì mình sẽ reset 5 tầng. Thì nó sẽ gồm có mọi người. Thì nó sẽ gồm có tất cả là khách yêu cầu là trong cabin có một hộp gọi thằng luôn. Đấy. Thì ở đây là hiển thị bằng led hết mọi người. Đây là mình test thử một bộ đây. Nhưng mà tất cả 5 tầng thì nó sẽ có 6 bộ. Đây. Một bộ gọi, hai bộ gọi. 3 4 5. Ở đây là bộ thứ 6. Bộ thứ 6 là để trong cabin. Còn 5 bộ này thì để ở 5 tầng. Đấy. Thì mỗi bộ thì nó sẽ có một cái nút dừng khẳng ha mọi người. Thì khi nào mà thang hàng nó tới cái vị trí mà mình không muốn cho mình để mình lấy hàng quá ra, mình không muốn cho mấy cái chỗ khác gọi gọi thang á, thì sẽ ấn nút này vào, ấn nút này vào đè vào, thì mấy cái vị trí như mấy vị trí khác không có gọi thang được, không đến khi nào mà mình sử dụng xong mà mình muốn lấy hàng quá cho tải tiếp á, thì mình sẽ dặn ra cho thang này nó nhảy ra, có cái nút dừng khẳng nó sẽ nhảy ra. Thì khi nào mọi người ví dụ như trường hợp ở đây, trường hợp mà khi mình ốp nguồn ha, đấy, khi mình ốp nguồn cái tủ á, thì khi mà có nguồn lại, ví dụ như khi trường hợp có nguồn tự có nguồn lại, đây có nguồn ha, thì cái chuông cái còi báo nó sẽ báo lên giống như trong thang máy vậy. Thì lúc sau một khoảng thời gian thì thang nó sẽ tự chạy xuống, thang nó sẽ kích cái khởi động từ đào này nè, đấy. Tí nữa ha, đây nó tự động kích khởi động từ chạy xuống, khởi động từ chạy xuống thì thang nó sẽ chạy tự động, nó sẽ chạm hành trình an toàn ở dưới nè, đây hành trình này, đây nó tới tầng 1 ha, tự động chạy về tầng 1, khi tự động cúp điện và khi có điện lại để tự động chạy tới tầng 1 ha mọi người, đấy, tự động chạy tới tầng 1 xong thì mình mới vận hành, mình muốn gọi tầng nào thì mình gọi lại ban đầu ha, ví dụ như từ tầng 1 thì nó đang ở, khi mà có điện cúp điện và nó có điện thì tự động nó sẽ chạy lên cái tầng 1. Đó đó là nguyên lý. Còn cái mà đếm tầng á thì mình sẽ dùng cái sensor này. Đây là cái sensor, sensor mà giống như cờ đếm, mình gọi là cờ đếm đó mọi người. Đây. Tối không khó thấy mọi người. Đây là cái cờ đếm mà mình sử dụng. Model của nó nè mọi người xem ha, tôi tìm một cái góc máy cho mọi người rồi xem rõ xíu. Đây là model nó nè, KCBR-59121-NO. Đấy. Rồi thì mình sẽ dùng cái 500 ha, sensor này sensor dò 500 để khi nào mà nó mình chạy, ví dụ như mình sẽ đặt năm cái vị trí ha, để tôi lấy ra đây, ở vị trí thứ nhất đây tôi đặt một ha, vị trí thứ hai tôi đặt thêm cái nữa đấy, năm vị trí thì mình sẽ đặt năm cái 500 ha, 3 đây 4 và cuối cùng là 5 đấy. Thì khi nào mà ví dụ như mình nó đang ở tầng 1 thì nó sẽ dò, ê 500 này đang ở tầng 1 không, đang tầng 1 thì dò xuống tầng 1 đấy. Còn khi nào mà mình gọi lên tầng 5, ví dụ như bây giờ tôi gọi lên tầng 5 nè, từ tầng 1 lên tầng 2 đi ha, đây tôi bấm tầng 2 thì khởi động từ úp ha, khởi động từ MU nè là úp, nó sẽ chạy lên, nó kích cho thang chạy lên, thang chạy lên thì từ tầng 1 nè không, nó quét qua tầng 2, thấy không? Đây, từ tầng 1 nè. Bây giờ nó sẽ quét qua tầng 2. Đấy, tới tầng 2 nó dừng, đúng không? Đây nó dừng, là chuông nó báo lên là tới tầng 2. Và cái đèn hiển thị là nó báo số 2, là thang đang ở số 2. Thang đang ở số 2 thì nó đang ở vị trí như thế này, đúng không? Giờ mình gọi lên tầng 3 thì mình bấm gọi tầng 3. Thì tiếp tục khởi động từ MU nó hút để kích cho thang chạy lên, đúng không mọi người? Để kích cho thang chạy lên. Thì lúc này sensor này nó sẽ di chuyển theo cái thang nó đến. Đấy, đến
tầng 2 thì nó ngưng, ít đến tầng 3 thì nó ngưng. Đấy, tầng 3 thì đèn sẽ hiển thị là tầng 3. Đấy, đúng rồi. Đúng không? Rồi, bây giờ từ tầng 3 lên tầng 4 thì mình gọi tầng 4. Đấy, thì mũi tên nó đang chạy lên nè. Đấy, nó cho nó biết báo là thang đang chạy lên. Thì đến tầng 4 nè. Đấy, nó ngừng, thấy không? Là sensor ở tầng 4 này ngừng. Đó, thì báo là tầng 4. Từ tầng 4 lên tầng 5. Mình ấn tầng 5. Đấy. Thì khởi động từ ốp MU nó vẫn hoạt động là đi lên, lên tầng 5, thấy không? Lên tầng 5. Thì sensor này nó sẽ đi theo thang và nó đến để tính tầng 5 để nó ngừng, đúng không? Rồi ngay tầng 5 là ngừng. Để mọi người thấy nè, tầng 5 ngừng ha. Rồi tiếp tục từ tầng 5 mình xuống tầng 1 thì mọi người xem như thế nào ha. Đây tầng 1, bấm tầng 1. Thì khởi động từ MD, MD hút. Cho thang chạy xuống thì mũi tên là đang chạy xuống nè. Từ tầng 5 nè, thấy không? Mình xuống nè, lướt qua tầng 4 một cái. Từ tầng 5 là để tầng 4, tầng 3, thấy không? Và tầng 2 nè. Và đi đến tầng 1. Đến tầng 1 ha. Để ngừng. Thấy không rồi? Mọi người thấy không? 5 bộ này thì rất là dễ đấu nối. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người cái cách đấu nối ha. Giờ lặt ra sao? Đây. Cái bộ này cách đấu nối như thế này. Cái dây đầu tiên đây, để tôi hướng dẫn cái bộ cờ điểm này, bộ này trước đi ha. Bộ gọi tầng trước. Thì mọi người thấy cái dây đỏ này là cái dây tôi có ký hiệu nè. Là 24V, là năm cái nút này mình sẽ nối dây đỏ chung lại và mình đấu về chân 24V. Nút chung lại về 24V. Còn cái dây màu trắng này là cái dây 0V, dây màu trắng này là 0V, là năm nút này thì mình sẽ đấu về nối chung lại, nối về 0V, đúng không? Hộp nào cũng như hộp nấy ha, hộp nào cũng như hộp nấy. Rồi, còn cái dây vàng và cái dây xanh này. Cái dây vàng và cái dây xanh này thì mọi người sẽ đấu về cho tôi là ví dụ như tầng 1 ha, đây là nút gọi tầng 1. Thì mọi người sẽ nối chung lại dây vàng, dây xanh, nối với tầng 1 của hộp thứ 2, nối tầng 1 hộp thứ 3 và nối tầng 1 hộp thứ 4, tầng 1 hộp thứ 5 và nối tầng 1 hộp thứ 6. Đi về cái chân 1F, đi về cái chân 1F trong đây. Để về chân 1F. Rồi cái nút thứ hai cũng nối chân vàng và chân xanh lại của 6 hộp này, vàng xanh của nút thứ hai đi về 2F. Đấy. Còn nút thứ ba thì vàng xanh này nối chung lại hết 6 cái hộp này. Đi về 3, về 3F. Rồi, hộp số 4, cái nút thứ gọi tầng 4 thì cũng vàng xanh nối lại, tất cả vàng xanh của mấy hộp này, 6 hộp này nối lại đấu về 4F. Đây 4F đây, thấy không? 4F. Rồi hộp cuối cùng là vàng xanh của cái nút gọi tầng 5 thì của 6 hộp nó chung lại với nhau hết, đi về 5F. Đi về 5F, thấy không? Còn đây. Đó là ơi quên nữa. Còn tôi lỡ bấm nó hút rồi. Còn hai cái dây của nút dừng khẩn cấp thì mọi người sẽ nối tiếp ha. Bây giờ ví dụ như chân này chân đầu của hộp thứ nhất thì chân thứ hai nối với chân thứ một của hộp thứ hai nối tiếp lại với nhau và đi về hai cái chân này đi về hai cái chân là DS1 và DS2 ha. Nối tiếp mấy cái nút dừng khẩn cấp này lại và cuối cùng là ra hai dây là về DS1 và DS2. Đấy là xong cái bảng nút gọi tầng không. Rồi tiếp theo cái bảng hiển thị LED này thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người đấu ha. Cái dây đầu tiên là cái dây 24V, 24V là mọi người sẽ đấu về chân 24V. Hộp nào cũng vậy ha. Cái dây đầu tiên là nối chung lại với nhau, 6 hộp nối chung với nhau về chân 24V. Đấy. Cái chân thứ hai là cái chân 0V, chân 0V thì nối chung lại 6 hộp lại nối chung lại về 0V. Cái dây thứ ba là cái dây A, dây A thì mọi người sẽ đấu về chữ A, nói chung lại với nhau, 6 hộp nói chung lại với nhau về chữ A. Còn cái dây thứ ba, dây kế tiếp là dây B thì nói chung lại hết đấu về chữ B, đúng không? Tiếp là chữ C thì nói chung lại hết đấu về chữ C. Kế tiếp là chữ D, nói chung 6 hộp lại hết về chữ D. Kế tiếp là chữ Up thì nói chung lại hết đấu về chữ Up. Tiếp theo là chữ DN là chữ down, là xuống thì nói chung lại hết đấu về chữ down.
không, đó là chữ đào. Còn cái quay cái dây mà R thì mọi người sẽ đấu dây 24V ha. Cái dây kế tiếp là dây R, mọi người sẽ đấu dây 24V luôn ha. Đấy, có nghĩa là hai cái dây này, còn cái dây cuối cùng là cái dây E sạc hết thì mọi người bỏ lại, mọi bỏ bỏ ha, không đấu ha, đấu về mọi người sẽ để quấn keo lại. Đấy. Còn cái dây hành trình ha, hai cái dây hành trình dưới á, hai dây hành trình dưới là nó ra hai dây đỏ xanh thì mọi người sẽ đấu cho tôi là 0V và chân RC ha. Đây. 0V và RC là ở dưới. Còn hành trình trên là hai dây mọi người sẽ đấu một về 0V và chân TC ở trên ha, 0V và TC nha mọi người. Đấy, 0V và dây TC là ở trên. Rồi cái chuông, còn cái chuông nữa ha. Đây. Cái chuông thì cũng đơn giản thôi. Cái chuông báo á thì nó nhìn vào mọi người thấy là nó sẽ có là nó có ký hiệu ha. Cái chân của cái chuông thì mọi người sẽ nhìn vào là có chân là 24V, 0V, T1 và T2 ha. Thì ở đây chân đỏ là đấu về 24V nè, hai chân chính giữa là nói chung lại và về 0V, và cái chân T2 nè, cái chân T2 là cái dây vàng này thì mọi người đấu về cái chân bèo, chữ bèo ha. Vậy là xong đó ha. Rồi bây giờ tôi sẽ kết nối cái dây motor vô nữa là xong ha. Rồi video mình chia sẻ mọi người đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người ở bên clip tiếp theo. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ cho kênh Hiểu Đến Làm Đúng một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ để mình có động lực ra nhiều video hơn cho mọi người xem. Xin ngái tạm biệt.